Bị mụn dậy thì, mụn người lớn, chữa hoài không hết. Lần đầu tiên, bác sĩ Kim Ly thực hiện DVD hướng dẫn phụ huynh cách chữa mụn cho con cháu và cho chính mình. Mua một bộ chữa mụn được tặng DVD và mua các dụng cụ để làm theo DVD do bác sĩ Kim Ly thực hiện. Bố, mẹ, ông bà chỉ cần sắm một lần giảm 60%, gồm có máy steam da, cây nặng mụn, kính hiển vi, DVD và cẩm nang. Hãy gọi ngay 1888 đẹp sang, tức là 1888-337-7264. Mùa thu đã đến, sau các cơn nắng hè tàn phá làn da, chúng ta cần có Avoche New Skin để giúp cải thiện làn da. New Skin sẽ giúp kích thích và mang lại chất collagen ngay chỗ đã bị mất. Những vết nhăn và các chân chim chung quanh mắt là do da chết, xếp ly lại. Khi dùng New Skin mỗi đêm, bảo đảm da của quý vị sẽ tươi sáng hơn. Hôm nay, mua chỉ có 295 đồng, quý vị sẽ được tặng một chai New Skin giá trị 80 đồng. Gọi ngay 1888 đẹp sang, tức là 1888-337-7264. Tôi là bác sĩ Kimberly. Tôi biết quý vị rất bận rộn với gia đình và công việc hàng ngày. Bây giờ quý vị không cần đến tận nơi để tham khảo nữa. Quý vị có thể tham khảo da qua cell phone bất cứ lúc nào rảnh, khi nấu ăn, khi đi làm, chỉ cần 10 phút. Hãy đừng tự chữa làn da nữa. Qua FaceTime, Tango, Hangout hay Skype, quý vị có thể tham khảo trực tiếp với bác sĩ Kimberly mặt đối mặt qua cell phone. Gọi ngay 1888-337-7264, 1888-337-7264. Kimberly xin kính chào quý vị. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Dưỡng Da với Phương Pháp Apogee. Chương trình phần 3, chương trình trò chuyện cùng với anh Như Phan. Cảm ơn Như Phan, cảm ơn anh. Cảm ơn anh một lần nữa để đến với chương trình chia sẻ của chúng tôi. Cảm ơn chị. Dạ. Dạ, thưa quý vị, chúng ta đã nói chương trình đầu tiên nói về cách dưỡng da và quan niệm của một người đàn ông về dưỡng da. Chương trình thứ nhì, chúng ta có nói là về phương diện của một người làm cha. Nếu chúng ta có cơ hội để hướng dẫn cho con mình thì mình sẽ hướng dẫn như thế nào? Chương trình này là chương trình 3, chúng tôi sẽ nói về dưỡng da của người đàn ông. Làm cách nào để dưỡng da một cách gọn gàng, và khi nói đến gọn gàng thì chúng ta biết rằng với phương pháp Apogee nó chỉ 3 bước. Nhưng mà khi nói đến một người thành công thương mại da như anh Yu Fan, Kimberly biết rằng anh cũng đã thắc mắc về vấn đề dưỡng da cho chính anh. Hôm nay chúng ta nói thêm một chút xíu về cách dưỡng da và nó có liên quan đến cái sự thành công của mình hay không anh? Khi nói đến một con đường, nói về cái career của mình á, là con đường rất là dài. Kimberly hay nói á, là đời còn dài. Nếu mà chúng ta nói về dưỡng da mà chúng ta nhìn lại cái cuộc đời còn lại của mình, là thường là mình chú trọng đến cái phần success của mình đó. Thì như anh Yu Fan đã thành công trong phần thương mại, thì anh thấy cái bên ngoài của mình nó có quan trọng lắm cho cái sự thành công của mình hay không anh? Cái đó rất quan trọng chị Kimberly, và kính chào tất cả quý vị. Nó rất quan trọng là bởi vì tôi nhớ là mỗi lần tôi đi làm ăn, tôi chào khách hàng đó, thì tôi nhớ lại trong 18 năm nay đó, mỗi lần mà tôi đi mà khi nào mà vội vã quá mà hơi giống như lôi thôi đó, tự nhiên mình nói chuyện nó không có effect, người ta không có chú tâm, người ta không có trọng mình mấy. Mà tôi nhớ lại hầu như những lần mà tôi ăn mặc đàng hoàng, rồi chải đầu tóc gọn gàng, tôi nói chuyện người ta chú ý hơn, và tận người ta nể mình hơn, làm như cái mặt mình nó cũng nó, lúc đó nó chưa có sáng mấy đâu, bây giờ nó cũng chưa có sáng mấy đâu, nhưng mà làm như sự gọn gàng và sự đẹp đẽ nó cũng có làm cho kết quả. Và bây giờ nếu mà mình tiếp tục dưỡng da cho cái da nó mịn, thì cái mặt mình nó sáng ấy, thì tôi tin chắc chắn là nó sẽ effect hơn nữa. Kimberly cũng là đồng ý với anh rất nhiều về phương diện này. Thưa quý vị, anh Yu đã đến với Kimberly, anh đã chữa cho con anh, đó là Frank. Thì trên màn hình đây anh thấy, quý vị thấy làn da của Frank hồi xưa làn da như thế nào, thời nay làn da của Frank rất là đẹp. Và anh cũng muốn hỏi thăm về làn da của anh, một người khá bận rộn như anh. Không biết là anh nghĩ như thế nào về dưỡng da, anh nghĩ cái đó là một cái cực hình đối với anh hay là một cái sự cần thiết, vì bây giờ mình lớn tuổi, mình cần phải chú trọng đến làn da của mình, hay như thế nào? Anh thấy cái đó là một cái cực hình cho anh không?
Nó làm cho anh bận rộn hơn, anh thấy anh muốn gạt bỏ không hay sao? Tôi nghĩ một ngày, mỗi ngày chỉ bôi sơ một chút xíu thôi mà nó làm cho mình có một cái tương lai sáng lạng, còn hơn là mai mốt cái mặt mình nó sần sùi rồi mình phải cái bôi thuốc này thuốc kia rồi nó rát này kia đó. Mình còn đau khổ bằng gấp mấy lần đúng giống không? Giống như anh kể về Frank đó. Về Frank nó rát, cái mặt đúng nó rát đó. Đúng rồi. Chị Kimberly khi nào cũng nói ngừa bệnh hơn chữa bệnh, thưa quý vị. Nói đến làn da, có nhiều quý vị nghĩ rằng ồ cái khi nói cái câu đó là phải nghĩ đến bệnh giống như là bệnh gan, bệnh phổi hay cái gì đó, nhưng mà thưa quý vị, làn da của chúng ta cũng ảnh hưởng đến sức khỏe, làn da là thành phần của cơ thể. Chúng ta nên nuôi dưỡng làn da. Nếu mình đã nuôi dưỡng rồi thì mình phải nuôi dưỡng đúng phương pháp. Qua phương pháp dưỡng da Apogee, quý vị sẽ thấy rất là đơn giản. Nếu quý vị có thể bắt đầu con em của quý vị từ cái tuổi preteen, là cái tuổi mà những cái chất dầu nó ra nhiều đó, tại hormone thay đổi. Kimberly thì không bao giờ khuyến khích quý vị thay đổi hormone. Tất nhiên là mình phải grow up, mình phải càng ngày càng lớn thì cái tuổi đó nó đi với những cái hormone thay đổi, như cái sự thay đổi như vậy thì chúng ta nên chấp nhận. Nhưng mà chúng ta cần phải thay đổi cái cách dưỡng da. Dưỡng da bằng cái gì? Chứ nếu mà dưỡng da bằng nước, bằng cách là tắm bằng xà bông hay là xà bông gội đầu, hay là như anh kia là dùng xà bông rửa chén để rửa cái mặt, thì Kimberly không khuyến khích quý vị làm như vậy. Thì như chương trình vừa qua anh kể đó là có nhiều khi trước đây là Frank đi đến rồi rửa bằng hay là dùng những cái sản phẩm ở ngoài counter để chữa trị mụn. Thì đó là khi một khi mụn nó đã đến mình thì mình phải chữa mụn. Còn làn da, Kimberly rất hoan hô anh là khi anh đặt câu hỏi về làn da của anh á, Kimberly rất là mừng, là tại vì đôi khi cũng méo mó nghề nghiệp đó anh. Đôi khi anh đến, ví dụ anh đưa Frank đến thì Kimberly cũng nhìn làn da của anh thì cũng tham khảo trong đầu nhưng mà không dám nói ra. Tại vì mình đâu, anh đâu có đặt câu hỏi về da anh đâu. Nhưng mà biết rằng da nào cũng cần dưỡng, phải không ạ? Mà bây giờ đến cái tuổi này á, thì nếu mà anh không có mụn thì anh dưỡng để chống nhăn. Nói chung lại là nếu mà cái mặt mình nó sáng ra một chút á, thì cái người kia người ta sẽ tin mình hơn. Yes. Người ta và sẽ, chính người ta, anh sẽ người, tin anh hơn, tức như là mình tự tin. Mình tin hơn và người ta sẽ tin mình hơn. Yes. Và người ta giao cho những cái transaction. Nhiều tiền. Dạ, thì bây giờ nhớ nha, là khi Kimberly dưỡng da cho anh mà thấy mang lại những cái lợi tức cho anh thì anh nhớ chia với Kimberly một chút xíu nha, phần trăm nào đó nha. Tức nhớ là nha. Trong tương lai đấy, chứ hồi xưa giờ chưa có dưỡng nhưng mà... Đúng rồi, thì đang nói đến tương lai. Yeah. Sau chương trình này là Kimberly sẽ bắt đầu hướng dẫn cho anh dưỡng da như thế nào, thật đơn giản. Nhưng mà hoan hô anh là một người rất là bận rộn mà đã tìm đến và để hỏi han về dưỡng da cho làn da của chính mình. Thì như vậy có phải là gọi là đáng hoan hô không? Đáng ca tụng, đáng gọi là đáng mến. Thành ra quý vị nên nhớ là làn da nào cũng cần phải dưỡng. Nếu chúng ta đang ngồi nhà xem chương trình này, hôm nay chương trình này là Kimberly muốn gọi là dành riêng cho quý vị đàn ông, phái nam, các anh, các luôn cả các chị cũng được. Nhưng mà đặc biệt là nếu quý vị chưa bao giờ dưỡng da, quý vị nên gọi vào số 1888-337-7264. Nếu quý vị mua chỉ 50 đồng, quý vị sẽ được tặng một hũ kem chống nắng của công ty Apogee, mục đích là để bảo vệ làn da, để chống nhăn. Có nhiều khi họ nói tôi không đi nắng, nhưng mà quý vị nên nhớ là chống nắng là để nuôi dưỡng làn da luôn, để mình chống nhăn, mình ngừa bệnh. Bệnh khi mà nói đến thẩm mỹ da thì nó chỉ có bệnh mụn với lại bệnh nhăn, phải không anh? Đúng rồi. Dạ. Thì anh có lời khuyên nào gửi đến quý khán giả của chúng ta ngày hôm nay về vấn đề dưỡng da? Tôi có khuyên rồi, mà tôi khuyên lại là nếu mà cái mặt mình sáng thì mình dễ dàng được người ta chấp nhận, dễ dàng được người ta đưa cho mình những cái transaction lớn hoặc là những cái contract. Thì như vậy người ta nhìn mặt mình mà sáng sáng người ta tin hơn, đơn giản thôi, nôm na đơn giản thôi. Dạ, Kimberly đã nghĩ rằng đây là cũng là một kinh nghiệm đời của anh Nhu, cũng như là một kinh nghiệm về có thể nói là nghề, giống như là một cái kinh nghiệm về career. Nếu mà quý vị nào chú trọng đến là cái sự thành công, mà ai mà không chú trọng đến sự thành công của chính mình, phải không ạ? Thì nếu mà mình chú trọng đến cái sự thành công của mình thì mình nên để ý đến cái bề ngoài của mình. Tại đôi khi bố mẹ hồi xưa từ nhỏ là mình cứ focus vào mình học hỏi, mình lo mình đi ăn học, mình không để ý đến bên ngoài của mình. Thì ngày hôm nay Kimberly mong rằng quý vị theo dõi chương trình này, quý vị gọi vào, nhất là phái nam chưa bao giờ dưỡng da, hoặc là cái tuổi mà preteen hay teen chưa bao giờ dưỡng da, quý vị nên gọi vào để tham khảo da trực tiếp 1888-337-7264. Rất tiếc chúng ta đã hết giờ. Kimberly cảm ơn anh Nhu rất nhiều và mong rằng anh sẽ trở lại show
để tiếp tục chia sẻ. Và sau đó, khi mà sau chương trình này, chúng ta sẽ nói về cách dưỡng da cho chính anh, và Kimberly sẽ chọn một bộ kem rất đơn giản, bảo đảm anh sẽ hài lòng. Cảm ơn bác sĩ. Cảm ơn quý vị. Chào quý vị. Cảm ơn quý vị và xin hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới. Xin kính chào. Chúng ta mất collagen theo thời gian, khiến làn da bị nhăn và chảy xệ. Collagen serum có thể giúp lấy lại thời gian, giảm các vết nhăn chung quanh mắt, quầng thâm và làm cho làn da săn chắc lại. Đặc biệt là da nhờn hay da khô cũng có thể dùng được. Hôm nay, mua chỉ có 395 đồng, quý vị sẽ được tặng một chai collagen serum, sản phẩm mới của Avoche trị giá 80 đồng. Hãy gọi ngay 1888 đẹp sang, tức là 1888-337-7264. Thuốc chỉ hút hết chất dầu, làm cho làn da bị khô khó chịu và sẽ kích thích tuyến dầu để tiết ra thêm chất dầu. Khi dùng thuốc sau chỉ một vài tuần, làn da sẽ bị lột da non và sẽ bị nám. Khi dùng phương pháp Apogee, chẳng những quý vị không bị bào mòn, không bị nám mà còn được chữa mụn tận gốc. Vì phương pháp Apogee sẽ target chính xác hai nguyên nhân quý vị bị mụn, đó là chất dầu và chân lông. Để bảo vệ làn da tối đa và theo lời yêu cầu của quý khách, công ty Apogee hiện nay có Natural Foundation, phấn nước, nhiều màu thích hợp với da Á Đông. Khi thoa lên, rất tự nhiên mà vẫn che được khuyết điểm. Sau đó, đắp một lớp two-way cake, phấn hai chiều thật mỏng để làn da của quý vị mịn màng hơn. Hôm nay, mua chỉ có 200 đồng, quý vị sẽ được tặng Natural Foundation hoặc two-way cake. Hãy gọi ngay 1-888-337-7264.